Mới đây, người dân xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam phản ánh đến báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh việc hàng chục cây ươi nằm trong khu bảo tồn loài và sinh sản voi thuộc rừng đặc dụng bị chặt hạ. Theo chân người dẫn đường, chúng tôi băng qua lòng hồ thủy điện Khê Diên, đoạn thuộc xã Phước Ninh. Cùng lúc, những tốp người lượm hạt ươi bên trong khu rừng đi ra ngoài, tưởng chúng tôi là dân lượm hạt ươi, một người trong nhóm liền nói: "Bây giờ đi vô đó đếm gốc thôi chứ ươi đâu còn." Sau khoảng 1 giờ đi bộ, chúng tôi bất ngờ trước khung cảnh nhiều cây ươi cao 20 đến 30 mét trơ trụi không có lá. Theo người dẫn đường, chỉ một tháng trước, ươi nhuộm đỏ cả cánh rừng nhưng giờ đã khác hẳn, không tưởng tượng được. Vào sâu trong rừng, chúng tôi tiếp cận hai trong số nhiều cây ươi bị chặt hạ. Một cây có đường kính 30 đến 40 cm nằm vắt ngang qua khe suối, cây còn lại hai người ôm không xuể, đường kính lên đến 80 cm ngã theo sườn núi. Theo kinh nghiệm của những người dẫn đường, những cây này có tuổi đời từ 30 đến 40 năm. Để qua mắt lực lượng chức năng, những người chặt hạ ươi không dùng cưa, chỉ dùng rìu. Trao đổi với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Mai Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Bảo tồn loài và sinh sản voi huyện Nông Sơn cho biết, đầu mùa ươi, Ban Quản lý đã tổ chức tuần tra kiểm soát, thành lập các trạm, chốt, quản lý cả trong lẫn ngoài, phối hợp với công an huyện đẩy đuổi ghe thuyền ra khỏi khu vực lòng hồ, canh giữ các chốt. Nói về nạn chặt hạ cây ươi, ông Dưỡng cho rằng diện tích lớn, lực lượng mỏng nên rất khó kiểm soát. Qua rà soát, ban quản lý phát hiện gần 10 cây ươi bị chặt để lấy hạt, đường kính trung bình từ 25 đến 35 cm. Đồng thời, ban quản lý sẽ tiếp tục kiểm đếm số cây ươi bị chặt hạ trong lâm phận. Theo ông Dưỡng, dù ban quản lý cố gắng tuần tra kiểm soát bảo vệ cây ươi, nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào ý thức của người dân. Đối với người dân vùng cao sống phụ thuộc vào rừng, họ hiểu lợi ích của cây ươi nên có ý thức giữ gìn. Còn những người xem cây ươi là loại khai thác một lần rất khó quản lý. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.